Chào mừng quý thính giả đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo vào mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để ủng hộ kênh và để nhiều người cùng được nghe. Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ lại nghe tiếp một số truyện ngắn của tác giả Nguyễn Công Hoan. Câu chuyện Kiếp Tài Tình. Nhà hát Tây hôm ấy có cái vẻ tôn nghiêm của một vị thượng quan mặc lễ phục. Dưới ánh sáng đèn điện như hàng trăm con nhện lửa trăng tơ trên tường và ngoài vườn hoa, hiện ra quang cảnh một thế giới riêng của hạng người phú quý. Tiết trời đông lạnh lẽo, những đâu đâu chưa ở trước nhà hát, vẻ tấp nập hớn hở lộ trên nét mặt của nam thanh nữ tú, làm cho nhà soạn kịch Hồng Sơn tưởng tượng đến những bông hoa của mùa ấm áp. Một mình chàng đứng nấp dưới bóng tối một khóm dạ hương, đưa mắt ra ngắm cái cảnh náo nhiệt đó, là cái kết quả của 2 năm hy sinh làm việc, 2 năm nhịn nhục của chàng. Đã 2 năm nay, Hồng Sơn đem hết tâm lực để soạn một vở kịch đầu tiên mà chàng quyết nó được hoàn toàn trong tất cả các phương diện. Vở kịch ấy lại được một ban tài tử nổi tiếng xưa nay của Tiếp Như đem diễn, nên Hồng Sơn rất vui mừng, thấy trong lòng phấn khởi vì cái công lao của chàng trong bấy lâu nay không đến nỗi uổng, mà vở kịch ấy sẽ quyết là một cuộc vui hoặc là một mối suy nghĩ cho biết bao trái tim khối óc thiếu niên. Lúc đó chàng lại vụt nom thấy một túp lều tranh nghèo khổ của chàng. Tiếp Như, trưởng ban kịch, dùng bộ mặt nhà tài tử lõi nghề đổi vẻ khôn khéo ra vẻ thực thà mà quả quyết. Rồi ông xem, cả thành phố ta sẽ vỗ tay ông. Chúng tôi dám tự phụ rằng hễ chúng tôi mang nhà văn nào ra mắt công chúng thì nhà văn ấy sẽ được hoan nghênh tức khắc. Ông sẽ nổi tiếng. Ông sẽ ra được khỏi cái cảnh bó buộc của vật chất. Những câu khuyên khích đó rất vô công hiệu đối với Hồng Sơn. Chàng đã hiểu cái thiên chức của nhà nghệ thuật và số kiếp của họ. Và chăng tuy chàng có thể tin được lời tự phụ chàng quá ngon của Tiếp Như, nhưng chàng cũng không tự phụ mà tin ở cái giá trị riêng của văn tài chàng. Song chàng có thiết chi cái danh tiếng hão huyền, cái phú quý rườm rà và tục tĩu. Chàng vẫn cho rằng cái gì người đời đã tự ý đặt ra để tâng bốc hoặc để chôn vùi nhau thì cũng có thể tự ý xóa bỏ đi rất dễ. Cái phần thưởng thật của nhà nghệ thuật, người đời chỉ phát ra cho họ sau khi họ gác bút nằm yên nghỉ dưới nấm đất vàng. Ông làm vẻ vang cho văn giới nước nhà, cái số tiền hoa hồng 40% để phần ông là một số tiền xưa nay các kịch sĩ chưa ai được chúng tôi biệt đãi như thế. Riêng một tối đầu về ông 500 là ít. Ông sẽ lấy tiền mặt mà xuất bản sách. Một lần nữa, Hồng Sơn đáp lại câu dỗ dành thiết tha về danh lợi bằng nét mặt lãnh đạm. Bởi vì chàng lấy làm vô lý, nếu sau này cứ mỗi tháng chàng viết xong một vở, cái thì giờ một tháng cũng đủ thừa cho một vở kịch được hoàn toàn. Thì làm gì nghề không nuôi sống nổi người một cách đế vương? Vậy sao đời nào, nước nào, các nhà nghệ thuật cũng vẫn chung một kiếp long đong nhất? Một tiếng thở dài, đành phận của một nhà văn hát ra, làm héo hắt mất nụ cười úy nạo trên môi nhà tài tử. Tiếp Như, mắt lấm lét, cuộn cho nhanh quyển kịch, rồi đứng dậy ra về. Hồng Sơn trông theo mơ màng hy vọng. Bỗng cơn gió thổi vù vù, hắt trả Hồng Sơn lại cái đời thực, cái đời hiện tại. Tà áo the bạc bay tung, Hồng Sơn thấy lạnh buốt, tâm hồn chàng thêm một sự lạnh lùng đối với thế sự. Bụng chàng réo sôi lên, thì ra Hồng Sơn đã 2 hôm nay chưa có một giọt cháo thấm vào trong dạ. Cái bể người xanh đỏ vẫn cứ xô đẩy nhau, chảy dần dần vào trong nhà hát. Hồng Sơn không chịu nổi hơi lạnh ở ngoài, cũng theo mà vào, ngồi thụt trong chiếc ghế bành trên gác là chỗ để riêng cho chàng. Chàng thấy dễ chịu, êm ấm. Mùi nước hoa thoang thoảng lẫn với mùi phấn hồng đượm đà làm cho chàng thêm thênh thênh nhẹ nhõm. Chàng nom xuống tầng dưới, quần áo tây san sát, xen lẫn với những chiếc khăn quàng trắng nuột. Một thế giới thần tiên. Chàng lại văng vẳng nghe Tiếp Như. Ông sẽ nổi tiếng, ông sẽ ra được khỏi cái cảnh bó buộc của vật chất. Câu nói vẽ cho chàng quãng đời mai, hậu như gấm như hoa,
Bất giác, chàng thấy trái tim hồi hộp. Có lẽ nào, mồi phú quý như ta chăng? Nhưng đời lãng mạn thanh tú lắm. Khi nào ta bỏ? Xong chàng lại tự nhiên thấy mình được ngồi trong một chiếc lâu đài, bàn ghế bóng lử, ngăn nắp. Cái ô tô sáng loáng, đợi chàng ở ngoài cổng, hổn hển, nhe bộ răng như sắp nuốt quãng đời dài. Hồi chuông thứ ba inh ỏi, thu bớt dần những tiếng ồn ào. Đèn điện tắt, bàn sân khấu mở ra, một thứ ánh sáng xanh lơ của thuốc pháo đốt lên. Tỏa ra ngoài phòng tối nhờ, một màu dịu dàng phảng phất, có phần ảm đạm. Người ta đoán trước, sẽ được xem một tấn bi kịch thảm thê. Quả vậy, cảnh thứ nhất đưa khán giả vào một căn phòng làm việc của một họa sĩ, bừa bộn ngổn ngang. Cái thiếu thứ tự của một đời cô độc lãng mạn. Tài tử ngồi quay nghiêng, đập những nét chỉnh mảng trước một tấm lụa căng trong khung trước mặt. Thỉnh thoảng thì tay bút vào đùi, đăm đăm nhìn lên khoảng trời lam lộ trên một mảng mái nhà lợp bằng kính. Tài tử thở dài, thốt lên những tiếng rền rĩ như rót vào tâm hồn các khán giả những giọt nước trong mà lạnh, thấm thía cảm động. Tuy nói một mình mà muốn kể ra cảnh cực nhục của người hy sinh cho nghệ thuật. Trên sân khấu lúc đó không có chi là hoạt động. Song mỗi lời của họa sĩ nói ra làm cho người ta phải nín hơi, phải chờ đợi. Như được đứng trước một tấn bi kịch mỗi phút một đổi thay. Đến khi họa sĩ đứng dậy, trên nét mặt rầu rầu mà gân guốc, người ta dường như thấy bốc lên cái tinh thần quả quyết phấn đấu. Một hồi vỗ tay làm rung động cả phòng nhà hát. Hồng Sơn như tỉnh giấc mê, vì chàng đang tưởng chừng như là chàng họa sĩ, vội đứng nhỏm dậy nhìn sang tứ phía. Bên cạnh chàng, một ông béo vị thô bỉ ngồi sát cánh với bà vợ trẻ thoa son chát phấn, liền liền đập hai tay vào một bình phẩm to trong lúc ồn ào. Đời tài tử tốt đẹp làm sao ấy, người ta tuy vậy mà rất hoàn toàn sung sướng bằng tinh thần mỹ thuật. Hồng Sơn nghe nói mà cảm phục tấm lòng cao thượng, nhưng chẳng thấy cồn cào trong dạ mà bụng cứ réo sôi mãi. Thấy chiếc bánh sô-cô-la của cậu con ông béo phị cầm ở tay, chàng phải quay đi, không dám nhìn đâu, và cố nghĩ đến cái khác cho quên nỗi đói. Hồi vỗ tay vừa dứt thì họa sĩ trên sân khấu đã lâm vào cảnh khốn khó về đường tình. Nỗi từ biệt sinh ly làm cho họa sĩ ngây ngất, ủ rũ như chiếc hoa tàn buổi chiều thu. Nhưng họa sĩ có quên sự thống khổ, thi gan sắt đá với lòng nham hiểm không bờ của con tạo. Song sức người có hạn, họa sĩ sau cùng cũng phải tỏ lời thở than. Ta quên sao được, ta càng cố quên thì ta càng phải nghĩ đến, mà càng nghĩ đến thì biết thuở nào ta quên cho đành. Lại một chàng pháo tay hoan nghênh câu tâm lý, bao hàm hết tất cả nỗi thống khổ u uất trong tâm khảm của người trong cảnh ngộ. Hồng Sơn lại một lần tỉnh giấc mơ màng, lại một lần nhìn khắp đó đây, thì ngay chỗ chàng xuống, trong dãy ghế tầng dưới, chàng thấy một cặp nhân tình quay lại nhau, bàn tán, chàng nghe rõ trong những câu nồng nàn tình ái và hạnh phúc. Quý thay đời lãng mạn và đời đau đớn, đó mới là cảnh đời thực. Họ hình như hoan nghênh họa sĩ lắm thì phải. Song trong chỗ hoan nghênh, Hồng Sơn thấy sự sợ hãi, sự lo âu, vì họ chẳng khi nào ao ước được thay lấy đời họa sĩ. Bỗng dưng Hồng Sơn thấy mình cô độc vô cùng. Chẳng lẽ người tình nhân suốt đời của chàng lại là thần mỹ thuật mãi sao? Bụng chàng réo sôi hơn trước, mắt chàng đã thấy hoa lên. Chàng thấy cái nhu cầu thiết thực là miếng bánh hay bát cơm đang thúc giục chàng hãy bỏ sự viển vông của tinh thần mà lo về sự sống vật chất đã. Hồng Sơn ngồi trong ghế, mỗi phút bắt đầu thấy buồn chán. Chàng càng thấy cái lối hoan nghênh của người đời thì càng bị như trêu chọc. Chàng thấy một bầu không khí nặng trĩu đè xuống đầu. Chàng đứng dậy để ra ngoài sân. Chàng len qua mặt người ngồi xem một cách rất cung kính. Xong chàng thấy ở nét mặt mọi người hình như có sự khinh bỉ. Khinh bỉ cái áo the tàng và bộ tóc lòa xòa lâu chưa cạn. Ra tới ngoài, chàng đứng tựa vào một gốc cây mơ màng. Những chùm đèn điện tỏa vào mặt chàng thứ ánh sáng gắt gỏng. Hàng quà bánh giao đằng xa, máy ô tô chạy bên cạnh. Tiếng xôn xao người hàng phố đã quấy đục mất cái cảnh đẹp của ban đêm. Gió lạnh thổi, Hồng Sơn co ro đứng, tự thấy dễ chịu hơn lúc ở trong rạp. Nhưng bụng chàng cứ réo mãi, mắt chàng hoa hơn.
Cái cồn cào làm cho chàng mệt như bị ốm, mà túi chàng lại rỗng không. Ông sẽ nổi tiếng, ông sẽ được bước ra khỏi cảnh bó buộc của vật chất. Hồng Sơn lại văng vẳng thấy câu khuyến khích. Chàng nghĩ đến cái lều tranh tồi tàn mà ở đấy chẳng ai mong đợi chàng cả. Chàng nghĩ đến cái dạ dày lép kẹp của chàng, cái bộ dạng khinh khỉ, khả ố của phái Tư Bản. Một con nhện từ cành cây văng mình lủng lẳng dưới sợi tơ trước mặt chàng. Chàng của lấy ngắm nghía con vật, bỗng thấy nhâm nhấp trong tay, thì ra nhện đã bị chết bẹp từ bao giờ. Hồng Sơn tự ví nhện với thân thể mình, kiếp vương tơ rút ruột tạo nên cảnh đẹp cho người đời, chẳng khác chi con vật khốn nạn kia chết vì sự ngắm nghía. Gió lạnh thổi mãi, tiếng rì rào của lá lơ thơ trên cây như dục chàng đi vào. Hồng Sơn lại đến ngồi vào chỗ cũ. Lúc đó trên sân khấu đã diễn tới đoạn cuối cùng, kết cục đời của họa sĩ bằng sự chết thảm thương trong chốn tối tăm. Trong nhà hát lại qua một cơn rầm rĩ, người ta không những vỗ tay còn kêu la om sòm. Hồng Sơn bất hủ, vinh dự cho Hồng Sơn. Tuy đã khuya mà khán giả còn tỉnh táo hớn hở, nhưng vẫn còn ham một buổi vui thích đáng. Cũng có người muốn được cái vinh dự biết mặt và bắt tay nhà kịch sĩ đại tài, trong khi trăm ngàn miệng còn đang hò reo tên Hồng Sơn mà ca tụng vở kịch, thì bỗng trong góc nhà hát có tiếng Tiếp Như gọi. Ông Hồng Sơn, ông Hồng Sơn, tỉnh chưa? Ông làm sao thế? Mở mắt ra, Hồng Sơn thấy Tiếp Như đang ôm lấy mình, mà mình thì ngồi lả, dựa vào lưng ghế. Đằng trước, chàng gạt tay trưởng ban diễn kịch ra rồi nói. Không ạ, chết chửa, tôi làm phiền ông quá. Tôi thấy khó chịu ở trong người một chút, nhưng bây giờ đã qua khỏi rồi. Thì ra Hồng Sơn bất tỉnh từ lúc nào không biết. Chàng cảm động quá hay là chàng đói quá? Trừ cái dạ dày chàng, không ai dám quả quyết trả lời đúng sự thực. Hồng Sơn lim dim con mắt, giơ bàn tay run run, nói một cách mệt nhọc. Ông làm ơn gọi cho tôi cái xe và cho tôi vay đồng bạc. Vâng, có sẵn đây. Ông hãy ký vào tờ giấy biên nhận này. Trong khi hoa mắt, Hồng Sơn cố cầm ngọn bút cho vững để ngoạch ngoạc vài nét vào tờ giấy trắng cho xong việc. Còn nghĩ đâu đến cái khoản chữ ký ấy. Tiếp Như sẽ tự do biên những câu gì. Ba hôm sau, khi cái đồng bạc của Tiếp Như đã hết công hiệu, làm cho nhà nghệ thuật cầm được hơi của đời vật chất để nghĩ thêm được tấn bi kịch nữa. Mà Hồng Sơn chờ mãi không thấy món tiền hoa hồng, bèn đến nhà Tiếp Như định hỏi. Nhưng rủi thay Tiếp Như đi vắng, lần thứ hai Hồng Sơn lại đến, nhưng cũng lại chẳng may Tiếp Như không có nhà. Lần thứ ba, thứ tư và thứ năm, Hồng Sơn đều không gặp Tiếp Như, rồi mãi mãi hỏi ra. Mới biết món tiền hơn 500 mà chàng đã nhận và đã ký vào tờ giấy ngay sau khi diễn xong vở kịch đã làm cho ban tài tử được thêm sự ấm no. Hồng Sơn thở dài, rơm rớm nước mắt, bất bình về nỗi đời xử bạc. Xong hồi tưởng lại cái buổi diễn kịch, chàng thấy đã làm cho đời sướng về vật chất, vui về tinh thần. Thừa rõ cái thiên chức và số kiếp nhà nghệ thuật, chàng đành tự tạm an ủi, ăn tiếng hò reo, uống lời ca tụng hôm đó để lưu tâm nghĩ bản kịch sau này. Câu chuyện Đào Kép Mới. Mới độ 7 giờ tối, ba ngọn đèn điện ở rạp tuồng An Lạc đã bật lên. Cái trống dựng nghiêng ở chân tường đã bắt đầu rung những hồi inh ỏi. Hiệu trống ấy cứ một nhịp kéo dài cho đến tận 8 giờ, có khi 8 giờ 15 là lúc khai diễn. Thỉnh thoảng thằng bé con vừa nện tùng tùng, vừa uể oải rục. Các ông các bà lấy vé vào mà xem, gần đến giờ rồi. Đó là nó mời mấy ông nhỏ, mấy bà vú em được dịp vắng chủ ra đấy để xã giao với nhau. Các ông nào ông nấy chải tóc thật mượt hoặc cài cái lược bằng dây thép uốn bá vai nhau, bát chân chéo kheo, đứng trước cái bảng quảng cáo giấy vàng dán trên mặt liếp để tập đánh vần quốc ngữ. Còn các bà thì áo cánh cộc lụa, mặc ra ngoài áo cánh cộc vải, kệ cho lũ trẻ, đứa chạy tung tăng, đứa bò lổm ngổm ngồi ở gần hàng nước phàn nàn bà chủ nghiệt hoặc nói chuyện chồng bạc tình. Rất ít người lấy vé vào coi hát, tiếng trống vẫn làm đinh tai. Trong cái buồng hẹp ngay cạnh cửa có lỗ tò vò bé còn con. Trước cái bàn để sẵn 3-4 tập vé, bà chủ ngồi thử mặt, vú vạch ra cho con bú. Không có gì buồn cho bằng cảnh ế hàng. Ở trong rạp từ 7 giờ rưỡi trở đi, ba chiếc quạt tây buộc díu vào một dây kéo đã bắt đầu hoạt động. Ghế các hạng lác đác có một vài người ngồi. Ngọn gió nhân tạo không phải được tới những dãy ghế cuối cùng cao lêu nghêu,
dãy ghế hạng 5 xu mà người ngồi đếm gần được 40. Trong khi chờ khán giả cười to, nói lớn, nhổ bậy hoặc cãi nhau. Nhưng bỗng một hồi chuông rung mạnh, đèn phía trong sân khấu bật lên, làm rõ những mảnh sơn bong trên lớp vải màn mỏng bao nhiêu, thì làm mờ cái phong cảnh vẽ đi bấy nhiêu. Trống kèn, nhị, thanh la, tung ra những tiếng gắt gỏng. Bỗng một cái đầu bóng thò ra ngoài màn sân khấu, ngơ ngác nhìn. Một nhịp cười dồn ở hàng ghế bét. Một hồi chuông rung ngắn nữa, chiếc màn từ từ cút kít cuốn lên từng nấc cảnh triều đình. Người ta suỵt, người ta hét im, nhưng ở cuối rạp vẫn cười to, nói lớn, vẫn nhổ bậy và cãi nhau. Vai vua gầy gò ngồi trên cao, trước cái phông sơn thủy, vuốt bộ đuôi ngựa làm bức rèm mồm. Nhìn hai dãy bá quan hát những câu không ai nghe rõ. Bá quan nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng sờ nặm râu của anh em ruột với râu của vua, mắt liếc ngang liếc dọc ra vẻ trịnh trọng. Rồi một anh nhọ mõm bưng trên đầu cái đĩa bày 4 chiếc chén không. Vua giơ tay mời, bá quan 6 người thì 4 người đứng dậy, mỗi người cầm một chén. Vạch râu, kề tay vào mồm, hắt cạn, rồi lại ngồi xuống. Vua cười kha khả phán, vui, vui quá đi mức mà thôi. Rồi cả bọn kép hát đứng dậy, đi bài tẩu mã, tiếng kèn đưa cao, giọng hát hùng hồn vang nhịp, ăn theo với điệu bộ múa may. Ở hàng ghế dưới, tiếng ồn ào đã hơi dịu. Bỗng anh nhỏ mõm ban nãy ở trong buồng trò chạy ra hớt hơ hớt hải, anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo. Tiếng vỗ tay gian như chàng pháo để thưởng cho anh kép hát pha trò đậm. Ngã xong, anh kép đứng bật dậy, đứng thận ngay, xòe 5 ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười. Vua nói giọng Sài Gòn, phán hỏi, chi mà bay dội dàng làm vậy, thằng kia? Dạ, thậm cấp, chí nguy. Quân nước Viên đã kéo đến Lâm Truy, cách Kinh Kỳ có 3 km. Ái, vua quát vậy, rồi với lấy chiếc nậm gỗ đập chan chát. Ái, nếu vậy khổ dã chân khổ dã, nguy tai thị nguy tai. Cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nữa mộc mai dân khổ. Ơ này bá quang. Dạ, vua gò lưng lắc lắc đầu lắc cổ hét, quân phiêng đá Lâm Truy kéo tới, làm vua tôi lại gặp buổi giang nan, chấm truyền cho răng gió bá quang, xem ai có tài có gan ra rút nước hà. Vừa dứt lời, hai anh kép mồm nhãn thín ngồi ngoài cùng ban nãy chơ khấc không được đánh chén, vội đứng cả dậy, sắn áo thêu xốc lại mũ, rồi múa may uốn éo làm bộ giương súng cưỡi ngựa, vặn ô tô nhảy xe đạp. Người xem hát cười rầm rầm. Hai anh lại nhảy xe đạp, vặn ô tô, cưỡi ngựa, giương súng một lần nữa, đụng cả vào nhau, ngã nghiêng ngửa cho đến tận lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong rạp im phăng phắc, một luồng gió qua chỗ đi tiểu đượm mùi cống lọt vào cửa tò vò, làm cho cả rạp thấy thoang thoảng luồng không khí hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến, người ta chăm chú nhìn và nghe hai anh kép đương phệnh phạo dở lối anh hùng dơm. Anh bên phải vươn cổ nói, đã có tôi phò tá. Anh bên trái ngoang mồm tiếp, lại có mỗ tá phò. Rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay, xin thánh thượng đừng lo. Đoạn lại cùng vinh pháo trỏ vào ngực mình, đá có tôi phò tá. Dứt lời, hồi vỗ tay sao mà vang và lâu thế. Thằng bé bán nước và Lạc Giang lách qua các chỗ ngồi để giao hàng. Trên sân khấu vai diễn vẫn diễn ra những điệu bộ và những câu pha trò nhảm nhí. Hai ba ông quần áo tây ngồi trên hạng nhất thở dài rồi đứng dậy ra về. Nhưng hàng cuối cùng mỗi lúc một thêm người, mà cũng chỉ đông ở hạng ấy. Nhìn khu ghế nhất ghế nhì khách vắng tanh, ông chủ gánh hát lo lắng. Ở ngoài đường bọn tìm cuộc vui buổi tối vẫn đi lại rầm rập, nhưng mấy ai qua rạp An Lạc nghe tiếng kèn tiếng nhị đã chịu liếc mắt vào trong xem đào kép áo mũ râu ria diễn những trò gì. Mấy năm nay ít người thích nghe hát tuồng cổ. Gánh An Lạc dọn đi đâu mấy tháng nay lại trở về thuê ở chỗ cũ. Ngay từ buổi sáng ở cửa rạp, người ta qua đường vô ý đến đâu cũng phải trông thấy một cái cổng kết bằng lá dừa gài thêm những cành nhãn, cành hoa dâm bụt. Trên cổng hàng chục cờ Pháp, cờ Nam bay tíu tít. Trên tường một vài miếng vải trắng căng thẳng có dán một dòng chữ trang kim, đào kép mới,
bản dạp chấn chỉnh, đào kép mới. Rồi đến 5 giờ chiều, lúc mặt trời đã xế, trước nhà hát, 7 chiếc xe cao su đã trực sẵn cả ở vệ đường. Một lát 7 chiếc xe thong thả, bước 1 tiến đi. Xe đầu, một cái biển dán giấy đỏ có chữ viết lớn. Đại diễn Tích Hát Mới, Lưu Lễ Bình Viên, bản dạp mới chấn chỉnh, đào kép mới. Ngồi trên xe một thằng bé con, giơ thẳng hai cánh nện vào mặt cái trống cái, và một thằng nữa đánh thanh la, thỉnh thoảng phòng má thổi bài kèn tây ra trận. Xe thứ nhì, bốn tài tử, người kéo nhị ngồi phẹt dưới sàn xe, hai người thổi kèn và sáo lèn nhau trên đệm, và người đánh đàn ngồi chỗ mui, giang hai cẳng để lấy tăng bằng. Xe thứ ba, một cô tiểu thư mắt tép, mặt trắng má đỏ, với một đứa bé con tóc xõa, hai người cùng áo gấm, giày tàu. Xe thứ tư, ba ông ngồi kẹp đùi vào lưng nhau, một ông thượng ban, một ông trung ban, một ông hạ ban, cùng mũ cánh, áo thêu. Ông thì đỏ mặt, ông thì râu dài, ông thì mũi hin, tai bẹp. Xe thứ năm, xe thứ sáu cũng vậy, cũng những ông trông ra vết thái sư. Xe thứ bảy thì có một cô xấu, nhưng tân thời, mặt phấn má hồng, môi đỏ, rẽ lệch, chiếc áo căng lườn, trông tức anh ách, như một bài thơ thất luật. Đoàn xe quảng cáo 15 vị đào kép mới, đi diễu hết phố này sang phố khác. Mặt trời chưa lặn, ngọn cây đứng yên, bóng dâm mới lấn được nửa đường bên trái. Bọn đào kép phải phơi ở dưới ánh nắng, nóng như thiêu. Trên mặt phấn, một vài người mồ hôi lấm tấm, rồi ròng ròng nhả giọt. Họ lấy quạt, che nắng và phẩy. Xong trời này mà họ cứ mũ áo ấy, đai mạng ấy, để đi dòng phố, thì dù họ có cố khéo giữ đến mấy, bộ mặt tươi tỉnh, nhưng ai chẳng đoán được cái cảnh đáng thương của kiếp đào kép hát tuồng. Tối hôm ấy, cũng mới độ 7 giờ, 6 ngọn đèn điện làm sáng trưng cả cửa dạp An Lạc, thằng bé con lại khua trống rầm rầm. Các ông bếp, các bà vú em vẫn xã giao, đi lại nhộn nhịp, nhưng trước cái bảng giấy đỏ đã có nhiều ông sang trọng đứng đọc, và qua lỗ hổng bán vé, thỉnh thoảng một vài cái tay trắng mượt thò vào, xỉa tiền. Độ 8 giờ, trong rạp đã nhiều khách. Trên dãy ghế hạng nhất có chừng 20 người, hạng nhì đông hơn, hạng ba thì đông hơn nữa, hạng năm xu càng đông hơn. Người ta thử xem rạp An Lạc, chấn chỉnh, người ta thử xem đào kép mới, người ta thử xem Tích Hát Mới. Nhưng rồi người ta lại lắc đầu với nhau, vẫn cái màn lở sơn cũ, che sân khấu không được kín, vẫn cái đầu bóng trước ngó ra. Và sau một hồi chuông rung thì cái màn ấy cũng vẫn cút kít kéo dần lên từng nấc, cảnh triều đình. Sau một vài tiếng im, tiếng xịt ở hàng ghế dài cuối cùng cao liêu nghiêu, họ vẫn cười to, nói lớn, nhổ bậy và cãi nhau. Trước cái phông sơn thủy vá, vai vua, mặt mũi phương phi, không đeo râu, ngồi trên ngai cao, mắt liếc bên phải bên trái, có vẻ oai vệ, để nhìn hai dãy bá quan và hát những câu không ai nghe rõ. Rồi một anh mõm trắng, quần áo đỏ, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cái đĩa có 7-6 chiếc chén không. Vua giơ tay mời bá quan 6 người, thì cả 6 người đều nhấc chén, vạch râu ngửa cổ ra để uống rượu bằng không khí. Anh mõm trắng cầm chiếc nậm gỗ dưới vào chén một lượt nữa, bá quan lại một tuần nữa và kêu say. Lúc ấy anh mõm trắng đứng dậy nhìn một vai quan đang lảo đảo, anh lướt tay vào nạm râu của hắn rồi quẹt vào mồm mình. Thế là anh say đổ điên đổ cuồng, mắt trợn ngược lên, chệnh choạng, sờ soạng, ngả bên kia, dúi bên nọ, mãi mới vào được buồng trò. Trời ơi, người ta cười, người ta vỗ tay, tưởng đến vỡ rạp. Vua cười kha khả phán, vui, rồi qua đi mất mà thôi. Rồi bài tẩu mã theo giọng kèn hùng hồn vang nhịp. Bỗng anh mõm trắng, man nãy hớt hơ hớt hải chạy ra, anh vấp vào một vai quan, ngã lụn tùng phèo, tiếng cười lại vang động. Ngã xong anh đứng phắt dậy, ngay như tượng gỗ, xòe 5 ngón lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười. Vua vẫn nói giọng Sài Gòn phán hỏi, chi mà bay dội dàng, làm dậy thằng kia. Dạ, thập cấp, chi nguy, quân nước Phiên đã kéo tới, Lâm Truy, cách Kinh Kỳ có 3 km. Ai ai, vua quát vậy rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát. Ai ai, như vậy, khổ chăng đã khổ. Nguy tai thị nguy tai, cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nửa một mai dân sẽ khổ. Ơ này ba quang. Dạ, vua hét. Thằng quân Phiên
đã Lâm Truy kéo tới làm vua tôi lại gặp buổi răng nang, chấm truyền cho răng gió bá quan, xem ai có tài có gan ra giúp nước. Hai anh kép ngồi ngoài, một anh mặt đen, râu đỏ phun phê phê từ thái dương đến môi, một anh mặt trắng, râu vẽ bằng mực, lanh lẹn sắn áo, xốc mũ, múa may, uốn éo, làm bộ dương súng cưỡi ngựa, vặn ô tô, nhảy xe đạp, tiếng cười lại vang lừng. Anh bên phải lắc đầu, lắc cổ nói, đã có tôi phò tá. Anh bên trái vươn cổ, phụng phạo tiếp, lại có mỗ tá phò. Rồi cả hai anh cùng giơ tay và cùng hát, xin thánh thượng đừng lo. Đoạn lại cùng vinh pháo trỏ vào ngực mình, đã có tôi phò tá. Trên hàng ghế đầu người ta nhăn mặt bàn tán, nhảm quá, ta phải lừa rồi. Phải, họ nói láo, chưa chấn chỉnh cái góc khô gì, vẫn đồ bài trí ấy. Có đào kép mới mà vẫn hát tích cũ thì có khác trước tí nào. Một người tinh mắt mỉm cười trỏ lên sân khấu nói, các ngài thử nhìn kỹ xem bọn kép này là mới hay cũ. Các anh lần trước ngồi kia thì bây giờ bỏ bộ râu ra và ngồi đây. Các anh ngồi bên này thì bây giờ vận mũ khác, áo khoác và vẻ mặt khác, và được độ một vài thằng kép khổ hoặc là con đào ươn mà đã nhặng lên là mới, là chấn chỉnh, thì chúng mình chỉ mắc một lần là cùng, rồi cùng thất vọng rủ nhau ra. Từ hôm sau trở đi, chiều nào cũng vậy, cứ độ 5 giờ, bọn đào kép ban an lạc lại mũ máng, phấn sáp, râu ria, ngồi chơ cháo trên xe cao su đi diễu qua các phố để phơi nắng, cây đời hát tuồng còn ngắc ngoải. Nhưng những người đã xem diễn qua một tối, họ đều chán ngán, nghe tiếng trống kèn cổ động ầm ĩ, họ cũng biết rằng gánh hát còn sống đó. Song chẳng ai muốn để ý xem tối nay, trong rạp bọn vua quan trò hề ấy, họ ập ẹ với nhau những trò gì. Câu chuyện phành phạch. Nghe thấy chiếc đồng hồ treo tường thong thả đếm 10 tiếng, bà uể oải sờ lên đầu giường, ấn ngón tay cái vào núm quả lê bấm chuông, rồi lại uể oải đặt phịch cánh tay xuống. Trời oi bức làm cho người ta mệt nhọc, chán nản và lười biếng. Mấy hôm nay, nhờ trời dân Việt Nam ta không phải phản nàn rằng nước ta kém nực. Gớm ghiếc, nóng đâu lại có cái nóng thế. Suốt ngày, ánh nắng rọi xuống làm cho đất trắng xóa, nẻ kẽ, lá cây gục lả như sắp chết khát. Thỉnh thoảng trận gió tây nổi lên, hắt hơi lửa vào mặt. Buổi tối thì im gió, nên khí nóng cứ luẩn quất một nơi. Quạt đã đến giã tay, chẳng qua chỉ đổi hơi bước chỗ này, lấy hơi bước chỗ khác. Bởi vậy mà ai kia, chứ bà thì thấy khổ lắm. Bà bứt rứt khó chịu, nhiều lúc muốn vứt phăng cả chân tay đi. Tưởng chừng như thế thì đỡ vướng víu. Bà rửa mặt, lau mình cả ngày mà da vẫn nóng hầm hập. Bà bới tóc ngỏng lên tận đỉnh đầu, rồi ngửa bụng ra, chống hai tay lại đằng sau mà thở. Nhiều lúc ngó thấy trời xanh ngăn ngắt, bà phịu cả đôi lông mày. Bà phịu cả đôi môi dày và ướt, cao có nói, lại bố thế này thì đến chảy mỡ ra mất. Buổi tối bà không thích đi đến những nơi thoáng khí để hóng mát, phải vạ mà đánh phấn, mà bôi son, mà đóng áo dài vào, nực lắm và phiền lắm. Và trời này chắc gì kiếm được một nơi có tí gió để mà đứng, chi bằng nằm trong buồng, tắt đèn đi cho nó có vẻ dịu mát, mở tung hai cánh cửa chớp, rồi vặn quạt máy vù vù. Như thế may mà bà còn chợp ngủ được tị nào chăng. Mấy hôm nay bà lủng củng suốt đêm. Vậy thì bà nằm đó, nhưng thoạt trông đố ai bảo là một người. Nếu người ta chưa nom rõ cái mặt vị, cái cổ rụt và cái thân nung núc, và bốn chân tay ngắn ngủn chùn chùn, thì phải bảo là một đống hai ba cái chăn bông cuộn lại với nhau, sắp đem cất đi. Thật thế, bà béo lắm, một cái béo rất hùng vĩ, ít ai có thể tưởng tượng được. Mùa hè, ai trông thấy bà mà không phát ngấy thì tôi không phải là người. Bà bấm chuông để gọi con đỏ con, vì đã 10 giờ rồi. Quả nhiên con đỏ con chưa dám ngủ, nó thức để chờ bà gọi. Xong việc, nó mới được yên thân. Nó lửng lững lên, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, nó lên quạt hầu bà. Bà cắt cho nó việc ấy, thật là bà đủ lòng nhân đạo đối với một con bé ở 12-13 tuổi đầu. Phải, còn gì nhẹ bằng việc ngồi yên một chỗ cầm chiếc quạt khẽ đưa đi đưa lại. Bà đã vì thương người mà nuôi cơm không cho nó là tốt, chứ ngữ ấy
cơm chẳng biết thổi, nước chẳng biết gánh, quần áo chẳng biết giặt, nếu chẳng xin ở không công để kiếm miếng ăn. Tớt chỉ có đi ăn mày. Con đỏ con, cả ngày chỉ có việc bế anh, rồi làm phụ bếp. Rồi đến khi anh ngủ, có chuông bà gọi thì lên quạt hầu bà. Bà có khiến nó làm việc gì nặng nhọc quá sức nó nữa đâu. Con đỏ con mới được bà nuôi ngót một tháng, nên nó vẫn còn gầy còm lắm. Nó đến mé tường, rút cái nút truyền điện để tắt quạt đi. Nó thuộc chỗ và làm thạo lắm. Bà dạy nó và bắt nó thử đi thử lại 2-3 lượt cho quen tay. Bà lại dạy nó, gió quạt điện chí độc, lỡ ra ngủ quên trước quạt máy, có khi thành bán thân bất toại, chứ chẳng chơi đâu. Và bà cũng dễ sợ để lâu thì hại quạt và tốn tiền điện. Con đỏ còn cuộn dây quạt đặt lên mặt bàn, rồi nó khẽ nâng chiếc ghế đầu đặt thật nhẹ xuống gạch ngay bên cạnh giường bà nằm. Nó ngồi lên và mở to chiếc quạt giấy phẩy phanh phách vào phía bà. Bà nằm sấp, chân co chân duỗi, úp mặt xuống, nhắm mắt, thỉnh thoảng rục mạnh vào một tí. Con đỏ con lại ngồi thẳng lại như để lấy hết sức gân để quạt phanh phách vào bà. Lưng áo lụa của bà phồng lên như cánh buồm, nhưng nó thì nực lắm. Trong buồng im phăng phắc, ánh đèn phố lẳng lặng chiếu qua hai chiếc cửa sổ có chấn song sắt. Người đi ngoài đường vãn dần, sự tĩnh mịch của đêm khuya du người ta vào cõi mộng. Dần dần con đỏ thấy mỏi tay và buồn ngủ, nó tựa lưng vào tường và quạt yếu đi. Lúc ấy bà cũng đã thiêu thiêu, nhưng bỗng bà giật mạnh chân và dậy luôn mấy cái. Bà kêu, trời, sao mà nóng khổ nóng sở thế này. Con bé giật mình sực tỉnh, nó lấy hết gân hết sức để quạt phanh phách. Bà quay nằm ngửa, giang cả hai tay lẫn hai chân cho thoáng. Áo và quần bà phần phật bay như sóng gợn. Một lát bà thở đều đều, cánh tay con đỏ đưa đi đưa lại một lúc một yếu. Nó gật rúi rụi mấy lần suýt ngã. Bỗng đồng hồ nổi tiếng chuông. Trong lúc ngủ gà ngủ vịt, nó đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nó ngẩng đầu dậy, mở to mắt ra nhìn bà. Nó thấy bụng bà phập phồng. Nó đổi tay để quạt cho mạnh. Nó nhìn cái tủ gương, ngọn đèn điện, chiếc quạt máy cho vui mắt đỡ buồn ngủ. Nhưng không buồn ngủ sao được. Ngồi luôn một chỗ và làm một việc trong lúc đêm khuya thanh vắng, lại tối đèn, đố ai mà không chán, không mệt, không buồn ngủ. Bởi thế con đỏ con như thấy chiếc quạt và đôi mí mắt nặng trĩu. Nó phe phải chậm, chậm dần, rồi nó quẹo đầu, cánh tay lạc xuống không cử động nữa. Vậy mà nó vẫn mê thấy nó quạt luôn luôn. Thấy tiếng bà gọi, nó choàng dậy và phanh phách rõ mạnh. Mồ hôi nhĩ nhại đầm cả áo nó. Bà cựa và nghiêng mình, quay mặt vào tường, nên thỉnh thoảng nó quạt trộm vào nó một cái. Đồng hồ điểm 12 tiếng, con đỏ con cựa mình, ngồi lại cho đỡ mỏi, rồi quạt phanh phách thật mạnh. Nó mong mãi bà vẫn không cho nó đi ngủ. Nhưng bà nực, bà không ngủ được. Bà chỉ chợp mắt được độ 5 phút là cùng. Vừa thấy ngọn quạt phẩy không đều tay, bà đã cựa và giục, mạnh lên mày. Con đỏ con mỏi lắm rồi, nó ê ẩm cả người. Nó cố mở mắt ra và hai mí mắt muốn cặp díu lấy nhau, tay nọ đổi tay kia. Nhưng rốt cục hai tay cùng dã rời, nó cứ phải quạt mãi. Nhưng rồi chẳng đủ sức để chống được giấc ngủ. Nó gục đầu, đánh rơi tay, đánh rơi quạt, nó ngủ. Lúc ấy, đang được thiêu thiêu, bỗng bà thấy mồ hôi chảy ra. Bà biết con danh đã ngủ. Bà ngóc dậy, quệt dòng nước dãi chảy ròng ròng xuống má. Bà nhìn vào tận mặt nó, rồi đưa tay ra, bà dúi vào nó một cái thực mạnh, rồi lại nằm xuống. Con bé bàng hoàng mở mắt luống cuống. Nó cúi nhặt quạt, vội vàng phẩy phanh phách vào mặt bà. Bà cởi một khuy áo ngực ra để hưởng lấy gió mát. Tiếng gà xa xa gáy theo nhau. Rồi một lát đồng hồ đánh một tiếng, nó vẫn phải quạt. Chưa xong việc, nó chưa được nghỉ tay. Nhưng nó buồn ngủ lắm rồi. Bởi vậy, mỗi khi nó thấy sắp ngủ, nó phải cố sức tự đánh thức nó và quạt rõ mạnh. Phanh phách, phanh phách. Giọng nói mệt nhọc. Giọng mệt nhọc bà khen. Ừ, con này giỏi. Rồi bà cựa mình, mặt quay lại nó và duỗi cánh tay để gần nó, để mỗi khi thấy nó uể oải thì đập vào nó một cái. Hình như khí trời đã bắt đầu dịu. Nó quạt luôn luôn trong độ 15 phút thật mạnh và thật đều tay. Bà mát dễ chịu lắm. Nó mệt, khó chịu lắm,
Bà mơ mơ màng màng, lần này có lẽ là bà ngủ được yên, nó cũng mơ mơ màng màng. Lần này nó không thể thức hơn được nữa. Quả nhiên bà ngáy hơi to. Nó không biết bà ngủ, xong tự nhiên tay nó đưa thong thả dần. Rồi như chiếc đồng hồ hết giây, tay nó không phe phẩy nữa. Bà ngủ say, quên cả nực, đánh một giấc đến sáng. Nó cũng thiếp đi, đầu gục, hai cánh tay nó đờ ra. Nó ngủ rồi trên ghế. Nó ngủ ngồi trên ghế, cho đến khi ánh nắng gay gắt, bắt đầu dọi vào buồng. Câu chuyện tôi cũng không hiểu tại làm sao. Lên khỏi mấy bực thềm và qua hàng hiên nhìn vào, xin thấy cái cảnh chúa vắng nhà hiện ra trong các buồng giấy. Phải, bao giờ ông sếp không có mặt tại sở thì suốt cả. Từ ông phán sắp phải hưu cho tới bác long tong tập sự, ai nấy tự do tán gẫu cùng nhau, mặc kệ những ai có việc phải ngấp ngó ở ngoài hè chờ đợi. Sinh thì không ưa cái lối làm việc giả dối như thế, nhất là đối với ông sếp hay hục hạc này. Từ ngày được bổ đi làm tới nay, bao giờ anh cũng nghĩ tới bổn phận trước hết. Anh không sợ ông sếp bằng dư luận, mà không sợ dư luận bằng lương tâm. Anh muốn tự trọng, không chịu để người trên nói động đến mình. Người trên đã không thể trách mắng anh về một lẽ gì. Hẳn anh không phải lấy lòng và xu nịnh ai nữa. Anh muốn làm việc một cách thẳng thắn và tự do. Bởi vậy, ông sếp ở cạnh anh hay đi vắng, anh coi cũng thế thôi. Cho nên, thấy các bạn đồng nghiệp cặm cụi, có lẽ là vờ khi có mặt người trên và chây lười khi khác. Anh vẫn bỉ ngầm là họ thiếu nhân cách. Anh cho là những cái quắt quéo này nó đẻ ra cái quắt quéo khác. Nó là nguyên nhân những sự luồn lọt, ton hót, bôi do chát chấu vào thanh danh của cả một đoàn thể. Xin đi thẳng vào buồng mình, đồng hồ đã chỉ 7:25. Anh cởi áo, khoác vào lưng ghế và tìm sổ sách giấy má hôm trước đang làm dở. Mọi ngày cũng lúc này, bàn máy chữ, buồng bên cạnh đã bắt đầu lách cách, có khi rào rào như mưa. Thế mà bây giờ chỉ những tiếng chuyện, tiếng cười nôn nao, loạn cả óc, làm cho anh khó lòng làm việc bình tĩnh được. Liếc mắt nhìn quanh, anh thấy chỗ này tâm và sức ngồi cả lên bàn, hoa chân múa tay nói chuyện với tham chí. Chỗ kia, ban mặc áo cộc, cặp cái điếu vào hai đùi, sắp hút thuốc. Chính thì long khom châm diêm, và bác thì chỉ dình thổi tắt. Thấy các bạn đồng nghiệp đùa nhảm, Sinh mỉm cười, quay đi. Bỗng thình lình, anh nghe thấy đánh bốp, rõ là tiếng bàn tay tát vào má. Anh đoán ngay là bác long toan thảo, xưa nay vẫn hay có thói đánh người, vừa ra oai với một anh dân nào đó vô phúc. Anh toan để ý nhìn, thì chính Thảo đã nói rất to, giọng nói gắt gỏng. Muốn ở tù thì nheo nhéo cái mồm lên, các quan còn đang bận, chưa đến giờ. Ngay lúc đó, đồng hồ buông một tiếng, 7:30. Nhưng hiệu báo ấy không có nghĩa là đối với trong sở khi vắng mặt ông sếp. Bỗng cửa buồng mở phanh ra, rồi lại tự đóng. Nghĩa vào, đó là một bạn đồng nghiệp của Sinh, cùng làm một buồng giấy. Cũng vì luôn luôn ngồi gần nhau và tuổi sàn sàn ngang nhau nên Sinh thân với Nghĩa hơn với các bạn khác. Toạt vào, Nghĩa đã vui vẻ nói ngay, có lẽ đến 8-9 giờ nó mới ra sở, tội gì mà không hưởng lấy vài phút tự do. Này Sinh, bảo cái đã. Sinh nhếch mép. Sinh nhếch mép cười lấy lòng bạn, nhưng tay vẫn cầm bút. Anh hỏi, anh bảo gì? Hôm qua nhật trình đăng, Tàu Nhật đánh nhau thế nào? Sinh cười, không đáp, hỏi nàng. Cái giấy tôi đánh mấy giờ, long tong nó để ở bên bàn ấy không? Thôi, đốt cái chăm chỉ của anh đi. Này, cuối tháng này mó lương xong, vào cổ phần với đằng này để xuống xóm nhé. Con Nhật nó vẫn hỏi thăm đấy. Sinh vẫn cúi viết không đáp. Nghĩa chạy lại giằng bút ra và nói, tôi không bắt anh ăn cắp được dăm phút hay sao? Rồi chõ mõm sang buồng bên cạnh. Nghĩa kêu, ôi làng nước ơi, sao mà nó điên dại đến thế? Có ai bắt thằng Sinh nói chuyện được không? Nghĩa cười sằng sặc. Một ông già cúi gập mặt để đưa nhỡn tuyến lên trên đôi kính trắng nói, ông Sinh còn trẻ, chưa lịch duyệt việc đời. Sinh vẫn mỉm cười, anh không muốn mất lòng ai, nhưng cũng không muốn để ai ngăn trở công việc của mình. Anh khẽ nói với Nghĩa, cho tôi làm xong việc này đã. Nghĩa bĩu môi, việc nhà nước cần gì phải hấp tấp và bao giờ hết được. Anh chỉ biết làm như một con bò, không dám nghỉ ngơi, thì nhân nó không có đây. Hãy nghe lời người ta nói câu chuyện này đã nào. Thì cứ nói đi, tôi vừa làm vừa nghe cũng được mà. Không, hãy bỏ bút xuống đã. Rồi Nghĩa trỏ tay sang buồng bên cạnh.
Kìa anh chồng, Bô Hạnh ngủ gật kìa. Chừng đêm qua Bô đã bù hú với hai cô. Bô đã bù hú với cô hai đến sáng. Chú ăn cắp thì giờ là Bô Hạnh đấy. Sinh thở dài, mình không làm việc, họ kêu chết. Ai? Anh bảo họ là ai? Là những người đứng chờ ta ở ngoài kia chứ ai. Kệ xác chúng nó cần ta, chứ ta đâu cần chúng nó à? Sinh giở đùa giở thật đáp. Nói thế này, anh đừng giận nhé. Chúng nó sẽ bảo chúng ta là... Sinh ngừng, nhìn bạn, Nghĩa tiếp ngay. Là ăn cắp là cùng chứ gì? Sinh phá lên cười. Nghĩa bĩu môi. Anh tính ở đời này, thiếu gì thằng ăn cắp, mà triệt sao được tính ăn cắp của người ta. Anh chẳng thấy bao nhiêu thằng to đầu, mà vẫn công nhiên ăn cắp à? Mà suy ra cho cùng, nếu không có những việc có thể ăn cắp được, thì người ta còn vẽ ra những sự công ích công lợi để làm gì? Vẻ khả quan của xã hội hiện thời chẳng là do những tư tưởng muốn ăn cắp mà ra hay sao? Nói đoạn, Nghĩa về bàn giấy của mình và tiếp. Thôi được, anh chẳng ăn cắp thì tôi ăn cắp vậy. Sinh nhìn theo bạn, hai người yên lặng, không ai nói chuyện nữa. Bỗng Nghĩa giơ hai tay lên, ngáp và bảo Sinh. Tao cũng muốn bắt trước mày, đạo đức một lát. Nhưng sếp đi vắng mà cứ làm việc, thật tao không yên với lương tâm. Hôm nay tao dậy trưa, vội đi làm, chưa kịp ăn sáng. Sinh, mày có ăn bánh tây chả, tao mua cho. Sinh lắc đầu, ăn rồi. Thế tao ăn một mình, cấm nuốt nước dãi nhé. Sinh gật đầu, rồi lại cúi xuống, loay hoay làm tính cộng. Nghĩa sai long toang đi mua thức ăn, rồi lại mở to quyển sổ và để lọ mực ở trước mặt. Anh cầm bút như người đang dở bận việc vậy. Một lát bánh tây mua về, Nghĩa cắn một miếng rồi cất vào ngăn kéo. Vừa thong thả nhai, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi. Lúc ấy, Sinh mải việc, không để ý đến những tiếng động quanh mình. Bỗng một tiếng nói làm Sinh ngẩng đầu lên. Ông xếp lù lụp đứng trước bàn giấy của Nghĩa. Sinh trông thấy biết ngay rằng Nghĩa bị bắt chộp trong lúc đang ăn. Ông xếp cả hai vế đùi, hai cánh tay lẫn mặt đỏ ngầu ngầu, hất hàm hỏi Nghĩa. Ông nói cho tôi biết, ông đã làm gì từ sáng đến giờ? Nghĩa lúng túng, tay cầm bút trò vào quyển sổ. Ông xếp gật đầu. Ông nói dối tôi. Ông đang ăn gì? Nghĩa mặt tái xanh, chối. Không, tôi có ăn gì đâu. Ông xếp càng tức, trừng trừng nhìn Nghĩa. Sao ông lại nói dối tôi? Ông ăn cái gì giấu ở ngăn kéo đó? Nghĩa lắc đầu, làm bộ ngơ ngác, rút ngăn bàn ra và đáp. Không, đây ông xem, có gì đâu. Ông xếp cúi nhìn, quả không có gì thực. Ông càng giận, Sinh rất khó chịu. Thấy ông xếp quá sắc mắc, lại thấy bạn cứ chối hoài. Hẳn là chính mắt ông ta đã bắt được Nghĩa đang nhai, nên mới dám hỏi thế. Và chỉ nghe giọng nói của Nghĩa, nói đúng búng, cũng có thể đoán được trong miệng chưa nuốt trôi miếng bánh. Ông có ăn, tôi không nói sai. Nghĩa vẫn cãi. Tôi không ăn gì cả. Ông xếp trợn mắt. Có thực không ăn không? Phải, tôi không ăn. Ông xếp ôn tồn nói. Vậy ông há mồm ra tôi xem. Sinh dùng mình, liếc nhìn bạn. Nghĩa không há, nhưng rất lúng túng. Ông xếp lại giục. Ông bảo ông không ăn, thì ông cứ há mồm ra. Há? Ông có há hay không? Nghĩa không thể làm thế nào được, đành phải mở rộng hai hàm. Ông xếp nhìn thẳng vào miệng Nghĩa. Ông ta nhún vai bĩu môi, rồi không nói gì thêm. Ông ta chắp tay sau lưng, lẳng lặng đi ra. Ông ta quẳng sự khinh bỉ thấm thía vào mặt người có lỗi. Sinh căm tức lạ lùng. Anh nhịn thở dài, để cắm mặt xuống mảnh giấy. Anh giận bạn đã để cho người ta làm nhục, rồi càng nghĩ ngấm nghía. Anh càng thấy chán nản. Lắm lúc, hăng máu, anh run bắn người lên. Ở mấy buồng bên cạnh, Sinh liếc mắt, thấy ai cũng làm việc rất hăng hái. Tiếng máy chữ, tiếng chuông, tiếng gắt ngỏng, tiếng gót giày tây chạy, làm tôn vẻ uy nghi của ông sếp muốn uy nghi. Trước mặt mình, Sinh lại thấy Nghĩa không lúc nào rời tay. Cái quản bút, anh thở dài. Cái cột tính cộng anh làm từ sáng đến giờ chưa xong một nửa. Đúng 11:45, Sinh khoác áo, đứng dậy. Anh đến bên cạnh Nghĩa để tay vào vai bạn, nói dịu dàng. Đến giờ rồi, đi về, anh. Nghĩa ngẩng mặt, buồn thiu, sợ sệt nói. Anh cứ đi trước, tôi sợ nó còn gọi tôi chăng. Sinh cương quyết, đến giờ thì tao về, cần gì. Nhưng tôi nên ở lại, Sinh cười thương hại. Các buồng kia họ về cả rồi. Nghĩa ngó cổ nhìn, rồi rụt rè vừa lấy cái áo. Anh khoác vào mình, cải quy, rồi kẽ hỏi người long to. Ông ấy đâu? Bẩm, về lâu rồi ạ. Nghĩa yên tâm, cùng Sinh lững thững ra cửa. Đôi bạn xuống mấy bậc thềm. Mấy người phu xe mời vồn vã kính cẩn. Mời quan lên xe ạ. Sinh xua tay bảo Nghĩa. Đi bộ, tôi muốn hỏi anh cái này. Khi ra cổng, đến ngoài phố, Sinh thở dài trách. Gớm, ban nãy anh quá lắm.
anh đã ăn thì anh chối làm gì? Nó giết được anh hay sao? Nghĩa cười không đáp, dình tiếp. Rồi đến khi nó bắt anh há mồm, sao anh không nhận là có ăn lại cứ há ra? Tôi thấy ê chệ quá. Nào cái mồm há ra, nó có đẹp đẽ gì, nhưng là trong đó lại có miếng bánh tây to, nhét những nước dãi. Tôi trông thương tâm quá. Nghĩa thở dài. Dình thì nhăn nhó. Thì giá anh không há mồm thì đã làm sao? Mà tôi không hiểu anh nghĩ thế nào lại há mồm ra cho nó xem như thế. Nghĩa cảm động, long lanh nhìn Vạn. Như chợt hiểu cái phút đê tiện, rồi hai dòng nước mắt chảy ra, anh run run đáp. Ừ nhỉ, tôi thật cũng không hiểu tại làm sao tôi lại há ra như thế. Buổi trưa hôm ấy ăn cơm xong, đi nằm, Sinh trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc nào trong óc anh cũng hiện ra một cái miệng đầy những bánh tây nhét nước dãi, há hốc thật rộng, để cãi rằng mình không ăn gì. Anh cựa bên nọ, cựa bên kia, rồi lại nằm ngửa, quắt tay lên trán mà thở dài. Vợ anh mỗi khi thấy anh có nỗi buồn ngấm ngầm thì cũng không dám hỏi, vì biết rằng không những anh không nói mà còn gắt nữa. Nên cũng như mọi bận, chị đi đứng khẽ khàng và dặn con chớ đùa nghịch. Nhưng rồi Sinh cũng ngủ được, mà ngủ một giấc, thiếp đi đến tận 2 giờ rưỡi. Lúc đồng hồ điểm một tiếng chuông, anh giật mình vùng dậy, vội vàng mặc quần áo và thuê xe kéo đến sở. Dành anh đến muộn ít ra là 5 phút, anh lo ngại, nhưng nỗi tức giận chứa chất đầy lòng làm anh quá chán nản về cái kiếp cạo giấy làm thuê, nên anh đâm ra có tư tưởng liều lĩnh, không cần gì cả. Bước chân vào buồng giấy, anh ngước mắt nhìn đồng hồ, cái kim lớn đã trỏ cạnh con số 8. Nghĩa lườm anh, rồi vẫn cặm cụi vào tờ giấy trên mặt bàn, mách nhỏ. Nó vừa mới đến đây tìm anh đấy. Sinh hơi chống ngực, nhưng anh lạnh lùng ngay. Anh mỉm cười ngồi phịch xuống, duỗi thẳng hai cẳng, ướn người vào lưng ghế, không làm việc vội. Với một sếp dám khinh bỉ, làm nhục người dưới quyền, anh không thể vui lòng mà tận tâm về công việc được. Nay ông ta đã biết anh đến chậm, hẳn ông ta sẽ trách mắng anh. Nhưng nếu ông ta nói nặng lời, biết anh không chịu, anh sẽ cứng cỏi mà đối phó lại. Suy nghĩ vậy, bao nỗi hờn giận lại làm sôi cả mạch máu. Thì từ đằng xa lộc cộp tiếng giày ông sếp đến. Sinh chờ sẵn để trả lời câu cự trên nét mặt cay nghiệt của ông sếp. Ông này tới Sinh, tay cầm quyển sổ chi thu mà anh làm tính cộng suốt cả buổi sáng. Oai vệ, ông sếp đặt quyển sổ trước mặt Sinh và nói dằn từng tiếng. Mời ông thử lại cách tính này. Đoạn ông quay lưng đi ra, không đả động gì đến chuyện Sinh đến chậm. Nghĩa liếc mắt nhìn Sinh, lẻ lưỡi lắc đầu, rồi mỉm cười. Sinh cầm bút chì, trỏ theo những chữ trên cột con số, miệng lầm nhầm tính. Anh quả thấy có cộng sai thực. Chắc rằng buổi sáng vì óc anh lúc nào cũng luẩn quẩn bực mình, nên anh đã đãng tâm mà làm sai. Chữa xong, Sinh gọi long tong đưa sổ lên để đem sang buồng ông sếp. Nhưng độ 10 phút sau, ông sếp lại đến, mà lần này thì nét mặt đã hầm hầm. Ông hất hàm hỏi Sinh. Ông có chữa hay là không thế? Thưa có. Ông để ý một lượt nữa xem. Nói xong vẻ lạnh lùng, ông xếp ra. Sinh cau mặt nhìn hàng tính cộng. Mọi khi anh có làm hỏng việc gì bao giờ đâu. Sao hôm nay có một cách tính không dài lắm, anh làm đến 2 lần mà vẫn không đúng. Anh cố đặt hết cả tâm trí theo ngọn bút chì nhọn hoắt. Anh cộng rất thong thả và nói to để tính cho cẩn thận hơn. Cuối cùng, khi thử xong anh mỉm cười. Anh mừng đã tìm ra mấy chỗ cộng sai. Lần này thì quyết không lầm được nữa. Anh đưa cho long tong quyển sổ mà chắc chắn rằng hoàn toàn. Nhưng cũng chỉ độ 5 phút thôi, ông sếp đã đến trước mặt anh. Ông hầm hầm hơn, đặt mạnh bản tính xuống bàn và không thèm nói, ông quay lưng ra. Không hiểu ông này muốn gì, Sinh đứng dậy chạy theo, hỏi bằng giọng cũng đầy tức giận. Ông muốn bảo tôi làm gì? Ông muốn biết thì xin ông cộng lại. Cộng lần thứ 3? Phải. Vì ông làm đúng lắm. Ông muốn nhạo tôi. Ông đến trễ tôi đã ngơ đi. Vậy mà tôi bảo ông làm lại cái tính, ông không làm. Tôi có làm. Ông đừng cãi. Nếu ông có làm, tôi không phải mất thì giờ về ông như thế này. Không phải tôi lừa chữa mà tôi nói dối ông. Tôi không cần phải nói dối ông, bởi vì tôi xét ra là vô ích. Ông xem, mọi khi tôi có phải để ông trách tôi nửa lời không? Có điều hôm nay tôi làm không chu đáo, vì óc tôi không được bình tĩnh. Giọng mỉa mai ông sếp hỏi. Ông ốm à? Ông ốm nặng à? Gật đầu một cách quả quyết, Sinh đáp. Phải, tôi ốm. Ông sếp nhún vai. Đó là cái cớ mà tôi nghe đã rất quen tai. Khi tôi thấy một người đến sở chậm hoặc là một việc gì hỏng,
Nếu thực ông ốm, tôi cho ông giấy đi đốc tờ mà nghỉ. Ông sẽ được yên thân ở nhà. Ông sếp đặt bàn tay đỏ ửng và múp những thịt vào trán Sinh. Sinh biết rằng trán mình cũng mát như trán người khỏe mạnh. Nhưng đã vậy, anh nhất định xin nghỉ, cho ông sếp viết tay. Anh bèn nói, vâng, tôi xin đi lấy chứng chỉ của thầy thuốc. Sinh cắp mũ rầm rộ đến nhà thương. Bởi anh được ông bác sĩ thiện cảm, nên khi anh nói bịa ra một vài bệnh khó khám, thì anh được ông này biên ngay mấy dòng chữ cho anh nghỉ 2 hôm. Thấy mình thắng ông sếp, Sinh sung sướng hết sức. Anh nắm tờ giấy của thầy thuốc như gọn khí giới để trả thù. Đến sở, Sinh định tâm làm bộ rõ khỏe khoắn để đưa ông sếp giấy tờ chứng thực rằng mình bị ốm. Lúc ấy ông sếp thấy Sinh về, bèn đứng ở vỉa hè, nhìn anh bằng đôi mắt vọ, rồi cười và nhạo. Tôi thấy bộ dạng ông ốm yếu, tôi rất phàn nàn. Thế nào, ông được nghỉ mấy hôm? Sinh không đáp, mở rộng giấy đốc tờ ra, cho ông sếp coi. Ông này tái mặt, ngực Sinh dậy lên một hồi trống khải hoàn. Nhưng ông sếp nói, tôi tưởng ông được nghỉ 1 tháng. Bực mình, Sinh đáp, nếu hết 2 ngày mà tôi chưa khỏi, thì có lẽ tôi sẽ nghỉ 1 tháng thật. Trừng mắt nhìn Sinh, ông sếp nói, ông nghỉ hẳn 6 tháng, tôi cũng không cần. Tôi có mất tiền nuôi ông đâu. Ông làm việc cho công chúng, thì ông phải thật thà với công chúng. Thấy 2 tiếng thật thà, chứa chất đầy những ý nghĩa mỉa mai, Sinh nói, về việc này chỉ có ông bác sĩ mới thật thà hay không mà thôi. Ông bướng lắm, sếp gắt. Ông sếp gắt, ông cứ làm đơn xin nghỉ hẳn 6 tháng, tôi sẽ tư cho ông được vừa lòng. Cương quyết Sinh đáp, vâng, tôi xin nghỉ 6 tháng. Lặng một lát, ông sếp lại nói, thà ông xin nghỉ hẳn 1 năm, có phải đỡ phiền cho ông và đỡ phiền cho nhà nước khỏi phải tốn tiền trả lương ông không? Chẳng nghĩ ngợi gì, Sinh đáp phát, vâng, tôi xin nghỉ 1 năm. Ông sếp cười chua chát, gật gù. Ông sếp cười chua chát, đầu gật gù. Vậy thì tốt, ông làm đơn ngay đi, tôi cho ông nghỉ ngay từ bây giờ. Vâng, tôi chờ ông ở đây. Lập tức, Sinh ngồi vào bàn, lấy giấy thảo đơn xin nghỉ. Trong khi ấy, ông sếp vắt tay ra sau, đi đi lại lại, thỉnh thoảng liếc nhìn anh thư ký bướng bỉnh. Cả mấy buồng giấy đều im phăng phắc, một làn không khí nặng trĩu. Ai nấy đều cúi gằm mặt xuống bàn, nhưng cùng lắng tai nghe. Sinh viết rất chóng. Lúc xong, anh đứng dậy, vênh váo, lại gần ông sếp và nói, đây, nhờ ông làm ơn cho tôi. Ông sếp đọc lại lá đơn, rồi bỗng khoanh tay trước mặt, nhìn Sinh và hỏi, ông đã cương quyết nghỉ 1 năm không lương, nhưng tôi hãy hỏi, liệu sang năm, ông xin ra làm, ông có chắc được bổ vào một cách dễ dãi hay không? Mà trong khi ông chờ, ông sẽ làm gì để Sinh nhai? Sinh vụt bối rối. Ông sếp nói tiếp, vậy bây giờ có 2 cách, một là ông cứ để tôi cho ông được nghỉ, hai là ông xin lỗi tôi, vì ông đã bướng bỉnh với tôi. Ông chọn ngay lấy 1 cách, tôi chờ ông trả lời đây. Tự nhiên trên nét mặt Sinh hiện ra một vẻ không ngờ, cái vẻ tay tái, rồi anh nhíu đôi lông mi, mắt đăm đắm nhìn phía xa, ra chiều nghĩ ngợi. Một lát thở dài, anh đứng thẳng người lại, chắp tay, tủm tỉm gượng cười, và ấp úng nói khẽ, thưa ông, tôi xin lỗi ông. Lúc ở sở ra về, Nghĩa và Sinh lững thững cùng đi. Hai người đều ngậm ngùi, chán nản. Rồi đến chỗ vắng, Nghĩa lắc đầu an ủi bạn. Cái kiếp chúng mình như thế, nô lệ, thì còn đâu nhân cách mà giữ. Chúng mình nên đền chịu, chứ biết làm thế nào. Nhưng lắm lúc tức lắm. Mà hiện nay, tôi rất hối hận đã không cứ liều mà đưa đơn nghỉ phăng cho nó khỏi kinh mình. Ừ, tôi tưởng anh quả quyết lắm, chứ không ngờ anh lại xin lỗi nó. Vậy lúc ấy anh nghĩ thế nào mà lại làm như thế? Sinh nhìn nét mặt thật thà của bạn, anh cảm động thở dài, đáp bằng một giọng rất tự nhiên, nhưng xiết bao ai oán não nùng. Khốn nạn, thật chính bây giờ tôi cũng không hiểu tại làm sao lúc ấy tôi lại có phút đê tiện đến như thế. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.